Thương tổn nguyên phát là gì? Thương tổn nguyên phát đó là những thay đổi sớm của da chưa trải qua diễn tiến tự nhiên hay chịu bất kỳ sự tác động từ phía bên ngoài thì gọi là những thương tổn nguyên phát. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cái thương tổn nguyên phát đầu tiên gọi là giác. Giác là những cái sự thay đổi màu sắc của da. Kích thước của giác có thể chỉ nhỏ như một điểm hoặc có thể to giống như là một bệ mảng. Giác thì gồm có những dạng như là giác sắc tố. Thì giác sắc tố là một sự thay đổi màu sắc của da do sự thay đổi lượng sắc tố bao gồm melanin và các sắc tố khác có trong da. Giác do melanin có những dạng bẩm sinh như là những cái mụn ruồi nè, những cái bạch tạng nè, hoặc là giác mắc phải là những cái biểu hiện bằng những cái bệnh lý tàn nhang. Thứ hai là giác không do melanin, có nghĩa là nó không do sự trong cái thành phần da của mình ha, có một cái chất gọi là chất melanin. Thì ở những người mà càng ở những người châu Phi á, da càng đen thì cái sắc tố melanin này càng nhiều. Thì giác không do melanin là do sự tích tụ của những chất màu ngoại lai có thể khu trú giống như là các bạn xăm mình hoặc là lan tỏa trong là trường hợp nhiễm bạc. Đây là một cái mảng giác sắc tố, đây là da bình thường của chúng ta, đây là cái mảng giác sắc, nó làm thay đổi màu sắc của da và những cái mảng giác này nó sẽ có ranh giới rõ ràng và nó nằm trên bề mặt cùng trên bề mặt của da, nó không gồ cũng như là không lõm. Bên đây là một cái giác sắc, bên đây là một cái giác sắc tố ha, đó là tàn nhang, đó là giác không do sắc tố melanin là hình xăm chúng ta tác động bên ngoài, chúng ta xăm vào. Một dạng giác thứ hai là hồng ban. Hồng ban là những giác có màu đỏ sẫm hoặc hồng, có tính chất viêm. Và khi chúng ta đè ép vào thì cái giác này nó sẽ mất. Và khi chúng ta hả tay ra, cái mảng giác hồng ban này nó sẽ xuất hiện trở lại. Đây cũng là một cách mà để chúng ta phân biệt với những cái trường hợp gọi là xuất huyết dưới da. Chẳng hạn giống như trong bệnh xuất huyết hoặc là trong những cái bệnh khác như là xuất huyết dạng tiểu cầu. Thì khi mà các bạn căng cái bề mặt da ra thì những cái điểm xuất huyết đó nó sẽ không có biến mất. Còn nếu nó chỉ là giác hồng ban thì các bạn căng ra thì nó sẽ biến mất. Nó sẽ, cái giác hồng ban này nó sẽ chia hình hai dạng, hồng ban tẩm nhuận và hồng ban không tẩm nhuận. Hồng ban tẩm nhuận thì nó cũng giống giống cơ chế giống như là những cái mạng xuất huyết. Thế các bạn căng ra ra thì nó sẽ còn nguyên. Còn nếu mà hồng ban không tẩm nhuận, các bạn căng da ra thì cái điểm hồng ban nó sẽ biến mất. Giác thứ ba là giác mạch máu. Giác mạch máu là những giác có màu hồng hay đỏ sẫm do sự giãn nở thường trực của các mạch máu trong lớp bì biến mất khi đè ép và không có phản ứng viêm. Chúng ta thường gặp giác mạch máu trong những trường hợp u mạch phẳng, giãn mau mạch hoặc là dấu sau mạch. Sau mạch là một cái dấu hiệu mà trong bệnh cảnh xơ gan ha, trong hội chứng suy tế bào gan. Nếu bạn nào đã học nội rồi thì các bạn biết dấu sau mạch hay người ta còn gọi khác là dấu chân nhện. Đây là hình ảnh của dấu sau mạch hay là dấu chân nhện. Đây là cái trung tâm và gan gá rìa thì nó sẽ có nhiều cái tua ra giống như là chân của những con nhện. Đây là một cái giác sắc tố gọi là một cái vớt ở trên nhá. Do cái vấn đề mà u cái vấn đề mà thay đổi tăng sinh mạch máu của trẻ ha. Thứ tư là xuất huyết dưới da, thì giác màu đỏ tươi và nó không bị biến mất khi đè ép. Cái xuất huyết dưới da này sẽ tự tan trong vòng 1 đến 2 tuần. Và nó sẽ có tuần tự đổi màu từ màu đỏ sang màu tím, màu nâu và cuối cùng là màu vàng. Cái này chúng ta dễ nhìn thấy nhất là khi tay chân chúng ta bị bầm. Cái màu sắc bầm nó sẽ dần dần thay đổi màu qua thời gian. Mình nhìn vào đó mình mới biết được là cái vết bầm đó, cái dấu xuất huyết đó là cũ hay mới. Tùy theo mà kích thước thì người ta có thể chia những cái xuất huyết dưới da thành 3 dạng. Thứ nhất là điểm xuất huyết, thứ hai là đốm xuất huyết và thứ ba là mảng xuất huyết. Ví dụ như là điểm xuất huyết thì thường nó sẽ nằm ở trong những cái bệnh cảnh liên quan tới hành mạch. Chẳng thứ hai là những cái đốm xuất huyết thì là những cái bệnh cảnh thường xuất hiện trong những cái vấn đề giống như là xuất huyết giảm tiểu cầu. Còn những bệnh nhân mà bị vấn đề về yếu tố đông cầm máu hay cái điểm thì cái xuất huyết dưới da người ta sẽ ở diện hành từng mảng rất là to. Đây là hình ảnh những cái chấm xuất huyết nhỏ chi chít. Đây là hình ảnh những cái đốm xuất huyết ha. Và đây là hình ảnh của một mảng xuất huyết.
sang thư nguyên phát tiếp theo chúng ta đề cập tới là mụn nước. Mụn nước là nhắc lại ha, những cái phân loại của giác khi nãy, dù nó thuộc nhóm nào đi nữa thì đặc điểm chung của giác sẽ là không nổi, không gồ trên bề mặt da cũng như là không lõm xuống và nó bằng phẳng với bề mặt da nha. Mụn nước thì hương tổn nhô cao trên bề mặt da và trong đó sẽ chứa chất lỏng. Mụn nước nó sẽ khác với bóng nước dựa vào kích thước. Những cái mụn nước có kích thước của nó sẽ dưới 5mm. Sau khi mà hình thành một thời gian thì mụn nước sẽ vỡ ra và lúc này bắt đầu đóng thành những cái vảy. Bệnh cảnh thường gặp cho mụn nước là bệnh cảnh tổ đĩa, bệnh chàm cấp và một trong những cái bệnh cảnh chúng ta sẽ học trong phần tiếp theo là bệnh ghẻ. Đây là hình ảnh những cái mụn nước sâu nằm trong bệnh lý tổ đĩa. Mụn nước sâu coi là gì? Có nghĩa là cái lớp này nó sẽ nằm ở dưới lớp bụng bì. Đó là chúng ta dù thấy nó gồ như thế này không, nhưng không thể nào mà nặng cái mụn nước xịt ra được. Còn đây là mụn nước nó nằm ở trên lớp bụng bì. Nên những trường hợp này gọi là mụn nước nông. Các bạn nặng ra thì cái dịch trong đây nó sẽ chảy ra bên ngoài. Một cái sang hương nguyên phát tiếp theo là bóng nước. Thì cấu tạo của bóng nước cũng tương tự như mụn nước, nhưng cái đường kính của bóng nước nó sẽ to hơn. Mụn nước thì đường kính nó dưới 5mm, còn những cái mụn mà nó kích thước từ 5mm trở lên thì mình sẽ xếp nó vào bóng nước. Có thể căng thành hình bán cầu hoặc xẹp. Một trong những cái đặc điểm mà mụn nước hoặc bóng nước mà chúng ta hay gặp, đầu tiên nó căng, sau đó nó lõm vào cái đầu. Đó là một cái bệnh cảnh, đó là một cái sang thương thường gặp cho bệnh cảnh gọi là thủy đậu. Cái chất dịch trong bóng nước này có thể trong, nó cũng có thể đục hoặc là có thể chứa máu trong đó. Dấu hiệu của cái sang thương bóng nước này mình thường gặp nhất là ở trong vấn đề phỏng da, bị phỏng bô, phỏng nước sôi ha, hoặc là bệnh lý Durin, bệnh lý Pemphigus. Đây ha, đây là một cái bóng nước và đây là hình ảnh một những cái bóng nước sau khi người ta đi xóa hình xăm. Một cái vấn đề mà người ta hay đặt ra trên lâm sàng là nếu mà một bệnh nhân bị phỏng nó có bóng nước như thế này, nó có những cái bóng nước này, vậy chúng ta có nên chọc cái bóng nước đó ra hay không? Thì các bạn nhớ ha, trừ trường hợp mà cái bóng nước này nó vô tình nó bị vỡ, chứ trường hợp mà nó vẫn còn nguyên chúng ta không nên chọc dịch để cho dịch nó chảy ra bên ngoài. Bởi vì khi mà chúng ta chọc vào nó sẽ vô tình tạo một cái cửa ngõ để vi khuẩn virus, tại vì trên da của chúng ta lúc nào nó cũng sẽ có những cái vi khuẩn thường trú. Mà các bạn chọc đường vào thì chọc một cái lỗ cho bóng nước này vỡ ra thì chẳng khác nào các bạn làm một cái đường cho vi khuẩn thường trú trên da nó đi vào trong đây, và đặc biệt là những con tụ cầu vàng ha. Mụn mủ thì nó cũng giống như mụn nước thôi, thương tổn nó nhô cao nhưng dựng nước thì nó sẽ chứa những cái dịch trong đó, còn mụn mủ thì bên trong nó sẽ là chứa mủ. Mụn mủ nó có hai loại là mụn mủ thượng bì và mụn mủ nang lông. Mụn mủ thượng bì nó thường cạn hình bán cầu, có thể căng hoặc xẹp, thường từ mụn nước hoặc bóng nước bị bội nhiễm sẽ trở thành mụn mủ. Mình thường gặp mụn mủ trong trường hợp những cái bệnh cảnh như là bị chốc, bị hỉ đậu, bị vẩy nến mụn mủ. Còn mụn mủ nang lông thì có thể nằm ngay trên lỗ chân lông của bệnh nhân, thường gặp nhất trong bệnh cảnh viêm nang lông, hoặc có thể nằm ở dưới sâu hơn, nằm trong bệnh cảnh nhọt. Hình ảnh mụn mủ của bệnh cảnh viêm nang lông thì những cái mụn mủ này các bạn nhìn đặc biệt là cứ từ ở cạnh chân lông hoặc là nó bao quanh cái một cái chân lông mà gây ra những cái tổn thương. Và đây ha, những cái đỏ đỏ này gọi là những cái mảng hồng ban. Rồi, đây là hình ảnh rất là nhiều mụn mủ ha. Tuy nhiên những cái mụn mủ này sẽ là những cái mụn đơn độc, nó có thể nó mọc với nhau, san sát nhau, nhưng mà nó không có hiện tượng liên kết giữa các mụn mủ với nhau. Thì đây là hình ảnh của một cái bé nó bị gọi là bị viêm da mủ ha. Còn trường hợp bị chốc chốc mép thì những cái thương tổn này, những thương tổn mụn mủ nó sẽ nằm quanh ở những cái vùng khoang miệng. Đây, hình ảnh viêm nang lông. Rồi, hình ảnh này một cái mụn mủ nó viêm, nó sưng cả một vùng, làm sưng tấy cả một vùng, thì đây là một cái tình trạng nhọt ở da.
Các bạn hãy nhớ ha, ngọt chúng ta phải để cho nó đủ chín mùi, cái mủ đủ nó mưng mủ đúng thời gian ha, chúng ta mới bắt đầu tiến hành là rạch thau mủ. Nếu chúng ta mà nó sớm quá thì những cái mủ nó vẫn còn, sau đó nó cũng sẽ gây ra hiện tượng là tích mủ phát sau đó. Và bên cạnh, nếu mà khi mà chúng ta rạch sen hương nó to thì chúng ta nên sử dụng kháng sinh đi điều trị dự phòng tình trạng bội nhiễm sau đó. Sen hương tiếp theo gọi là sẩn. Sẩn là những thương tổn đặc nhô cao trên bề mặt da nhỏ hơn 1 cm, thường biến mất trong thời gian ngắn và không để lại sẹo. Sẩn của mình nó có thể phẳng, có thể nhọn, tròn hoặc là hình đa giác. Màu của sẩn có thể là màu hồng, màu tím, màu đỏ hoặc màu nâu. Tập hợp nhiều sẩn nó sẽ tạo thành một cái mảng. Bệnh cảnh mà chứa sen hương sẩn mình hay gặp trong bệnh cảnh sẩn giang mai, mụn cơm, bệnh li canh phẳng hoặc là bệnh vẩy nến. À, đây là những cái sẩn, đây là bệnh cảnh sẩn nằm trong bệnh cảnh chàm ha. Đây là những cái sẩn đồng tiền. Thương tổn nữa là thương tổn cũ. Cũ thì nó cũng tương tự như sẩn, nhưng cái đặc điểm của nó sẽ có những đặc điểm khác như sau. Sẽ có hình hiện tượng là thâm nhiễm tế bào xảy ra ở các phần sâu của bì. Tiến triển của cũ thì thường diễn ra chậm và kéo dài. Khi mất, cũ sẽ để lại sẹo, còn sẩn do nó nằm ở trên lớp nông, nó sẽ không để lại sẹo. Cũ thì thường gặp trong bệnh cảnh lupus, bệnh cảnh giang mai, bệnh cảnh phong hoặc là bệnh cảnh lao. Đây là những cái cũ ha. Đây là sen hương cũ. Trên bệnh bệnh nhân này là một bệnh nhân có bệnh cảnh lâm sàng là bệnh phong. Cục hay là tổn thương đặc nằm trong hạ bì, đôi khi nó bao gồm cả lớp bì. Cục nó sẽ có hình dạng là hình cầu hoặc là hình trứng. Mình sờ nắng, mình kết hợp với nhìn, mình có thể đánh giá được cái sen hương cục. Trong trường hợp cục mà có tính viêm bán cấp hoặc là mạn tính thì mình gọi nó là gom. Ban đầu cứng, sau đó nó hóa mềm và cuối cùng nó tạo thành vết loét sâu. Bên cạnh chứa sen hương cục thường gặp như là bệnh giang mai, bệnh nấm hoặc bệnh lao. Tiếp theo là sùi. Thì nghe tới sùi là một trong những bệnh cảnh mình thường nghe nhất là bệnh sùi màu gà đúng không ạ? Sùi á, cấu tạo của nó là gồm những cái nhú bì. Tổ chức của sùi nó sẽ nhô cao và có giới hạn hay trải dài thành một bề mặt rộng và cao. Trên có phủ một lớp thượng bì mỏng hay có những vết lở rịn nước và bên cạnh là bệnh sùi màu gà. Sùi màu gà nó có thể nằm ở rất là nhiều nơi ha. Có thể nằm ở cơ quan sinh dục nam, có thể nằm ở cơ quan sinh dục nữ, nằm ở môi lớn môi bé, có thể nằm ở hậu môn, cũng có thể nó nằm ở miệng, ở môi, ở trong họng. Đây là hình ảnh sùi nè, nó nằm ở quy đầu của dương vật ha. Đây là sùi màu gà nằm ở môi lớn, đây là môi lớn và đây là sùi màu gà nằm ở môi bé. Sùi màu gà ở miệng và sùi màu gà ở hậu môn. Sùi màu gà này thường á, nếu mà người ta điều trị, người ta sẽ một là sẽ chấm hóa chất để cho cái màu gà này rụng. Thứ hai là người ta có thể đốt để cho rụng cái để cái cục màu gà này nó sẽ rụng đi dần qua thời gian. Cái sùi màu gà hay là một cái bệnh cảnh nó sẽ lây lan qua đường tình dục. Chính vì vậy một trong những cái biện pháp mà ngăn cản sùi màu gà là sự giống như những bạn mà đã từng học sản hôm bữa ha, thì một trong những cái biện pháp ngừa thai mà có tác dụng bảo vệ luôn những cái bệnh cảnh lây lan qua đường tình dục chính là việc sử dụng bao cao su. Cuối cùng là sẵn sừng. Sẵn sừng là sùi, tuy nhiên trên bề mặt nó sẽ hóa sừng. Bệnh cảnh thường gặp là trong bệnh cảnh mụn cốc. Sang hương nguyên phát nữa là nang. Nang thì bên trong nang nó sẽ túi, đó là một cái túi chứa dịch lỏng có hình dạng hình tròn, hình bầu dục tương tự như sẵn to hay cục, nhưng mà khi sờ sẽ có cảm giác lình bình như đang ấn vào nhãn cầu. Nói một cách đơn giản là khi các bạn đã từng chơi bóng nước chưa, các bạn lấy bong bóng chứa nước vô, các bạn gờ cái ấn vào cái bóng nước đó, cái cảm giác nó lình bình thì đó là cái hình dạng của nang. Bên cạnh thường gặp là trong những cái bệnh lý về nang bã đậu. À, nang bã đậu là rất là thường gặp trên lâm sàng ha. Những cái trường hợp này chúng ta
không điều trị cũng được. Nếu mà muốn đẹp, chúng ta chỉ cần gạch phần này và lấy cái chất bã đậu ra bên ngoài, sau đó sử dụng kháng sinh dự phòng là được. Đó là hương tổn nguyên phát. Tiếp theo là những cái thương tổn thứ phát. Thương tổn thứ phát là những cái sang thương trên cái nền nguyên phát sẵn có. Ví dụ như chúng ta sau thời gian chúng ta gãi, chúng ta khựi, chúng ta làm cho nó chuyển từ dạng, ví dụ như là mụn nước, chúng ta khựa, chúng ta nặn cho nó chảy ra, nó tạo thành mài, thì mài đó chính là cái sang thương thứ phát. Thì sang thương thứ phát đầu tiên chính là vẩy. Vẩy là những phiến hượng bì mỏng tróc trên bề mặt da. Vẩy có thể là tiên phát như là da vẩy ác, hoặc là thứ phát là bệnh cảnh chàm. Những bạn nào mà có người thân ở miền Tây là chúng ta rất là dễ nhìn thấy hình ảnh vẩy ha. Các bạn thấy những cái người mà bị chàm do loại nước rất là nhiều á, các bạn nhìn trên cái cục chàm đó ha, các bạn thấy có những cái phần trắng 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 trắng, cái phần trắng 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 đó đó chính gọi là vẩy. Có nhiều loại vẩy, vẩy có thể nó mịn như phấn, cũng có thể nó giống như là miếng mica, hoặc là nó dày giống như là vỏ sò đây ha. Có nó xếp thành từng cái tầng lát lát giống như là lát gạch, cũng có thể nó là những cái vẩy bông dễ bong tróc ha. Đây là những cái bệnh cảnh về chàm đây. Tiếp theo là mài. Thì mài là mình hầu như trong chúng ta ai cũng từng khựi mài rồi đúng không? Mài là những cái khối huyết thanh đông lại, bên trong có bạch cầu đa nhân, có hồng cầu, có vi khuẩn hay có cả vi nấm. Tùy theo nguyên nhân mà mài có nhiều màu sắc khác nhau. Có khi các bạn thấy nó màu nâu sẫm, có khi các bạn thấy nó màu vàng. Thì mài nó sẽ gặp trong tình trạng viêm da hoặc trong những cái tình trạng nhiễm trùng ở da. À, đây là mài vàng và đây là những cái mài có màu nâu. Sang thương tiếp theo là vết xước. Vết xước là do chấn thương gây ra ở tầng trên của da. Nếu mà lớp sừng bị tổn thương thì mình sẽ thấy cái vết xước này có dạng là vạch trắng hồng. Còn nếu lớp gai bì bị tổn thương, chất tiết nó sẽ đông lại, sau đó nó sẽ tạo thành mài. À, đây là vết xước. Tiếp theo là vết lở. Vết lở hay một số trường hợp người ta còn gọi là vết trượt. Vết lở xuất hiện là do lớp thượng bì bị tróc mất, và vết lở thường gặp trong bệnh cảnh săn giang mai. Đây ha. Đây là vết lở ở lưỡi, đây là vết lở ở dương vật. Sang thương tiếp theo là lichen hóa. Lichen hóa bản chất nó xuất hiện do hiện tượng gãi hay là cọ xát thường xuyên. Mảng da lichen hóa nó sẽ dày, có màu nâu và có những cái rãnh ngang dọc hằn sâu, vẽ thành những ô không đều. Lichen hóa thường gặp trong bệnh cảnh là chàm mãn tính. À, teo da. Lớp da của bệnh nhân sẽ mỏng đi, mất đi tính đàn hồi, mất đi độ săn chắc. Nếu mà nó teo thượng bì, nó sẽ tạo thành nhiều nếp nhăn và dễ xếp thành nếp. Nhưng mà nếu teo ở lớp bì, nó sẽ làm mỏng phần bì, da mỏng và bề dày da giảm. Teo da bây giờ các bạn nữ hay gặp á, là do sử dụng những cái mỹ phẩm mà có chứa corticosteroid quá là nhiều. Nó sẽ ban đầu nó sẽ làm da các bạn rất là trắng, nhưng tới giai đoạn sau nó sẽ làm da các bạn bị mỏng đi, bị teo da đi mất. Nó không đảm bảo được cái tính đàn hồi, nó không đảm bảo được cái độ săn chắc nữa. Và một cái tình trạng teo da sinh lý là các bạn sẽ thường gặp ở những người già. Khi mà người già người ta sẽ có tình trạng là suy giảm tất cả các cơ quan ha, suy giảm thì trong đó có lớp da của bệnh nhân. Ngoài ra do nó mất đi cái lớp mỡ dưới da, nó cũng sẽ làm cho bệnh nhân bị nhăn nhúm, bị teo lại. Cứng bì là hiện tượng phần da bị cứng lại, mất độ dẻo do tình trạng tăng mô xơ lớp bì. À, da bạn nhìn da của người ta cảm giác nó căng cứng hơn bình thường, và những cái trường hợp bệnh nhân mà bị cứng bì á, khi các bạn lấy ven á, để các bạn tìm ven để lấy máu rất là khó. Sẹo. Sẹo là một sang hương do mất chất da, mô sợi tăng tạo hoặc là bị viêm. Sẹo có thể là sẹo lồi, sẹo lõm hoặc là sẹo dày da. Đây là sẹo lồi ha.
Hay bài này á, chúng ta biết được là những cái sang thương cơ bản trong gia liễu, thì cái phần này các bạn chỉ cần học thuộc, đọc thuộc ha. Rồi từ cái những cái sang thương này chúng ta mới bắt đầu vô được những cái bệnh cảnh lâm sàng. Còn một cái phần sau là cái phần mà cách sắp xếp cũng như là cách thăm khám gia liễu, thì bữa sau thầy sẽ trả nợ các em nha. Đây, bây giờ bắt đầu vô những cái bệnh lý mà chúng ta thường gặp. Bệnh đầu tiên chúng ta hay gặp là bệnh gãy ngứa, thứ hai là bệnh hắt lào. Mục tiêu mình sẽ trình bày được các đặc điểm chính của các tác nhân gây bệnh gãy ngứa, tác nhân gây bệnh hắt lào. Thứ hai là miêu tả được cái dấu hiệu lâm sàng và biến chứng của bệnh gãy ngứa cũng như bệnh hắt lào. Và thứ ba là trình bày được cách điều trị phòng bệnh gãy ngứa cũng như là bệnh hắt lào. Bệnh gãy ngứa thì các bạn biết ha, bệnh gãy ngứa là một cái bệnh thường gặp nhiều ở trẻ em. Đây là một bệnh da khá là phổ biến, thường xuất hiện ở những cái vùng mà dân cư đông đúc, nhà ở chật hẹp, thiếu vệ sinh và thiếu nước sinh hoạt. Bệnh lây lan bằng cách tiếp xúc trực tiếp, hoặc bệnh cũng có thể lây qua quần áo, chăn màn, khăn tắm của người bệnh và của những người lành khi xài chung. Bệnh có thể gây ra những cái biến chứng giống như là nhiễm trùng, chàm hóa, hoặc trường hợp nặng hơn nó sẽ tổn thương ở thận gây tình trạng viêm cầu thận cấp. Các nhân gây bệnh ký sinh ghẻ, đây là một loại ký sinh trùng chứ nó không phải là vi khuẩn, cũng không phải là virus, cũng phải là nấm mà. Thì ký sinh trùng ghẻ nó có tên khoa học là Psychotes scabiae hominis. Cái ký sinh trùng ghẻ này, cái hình dạng của nó có hình bầu dục, 8 chân, lưng có gai xiên về phía trước và phía sau, đầu có vòi hút thức ăn, đồng thời để đào hầm ở. Giữa con đực và con cái thì người ta thấy con cái trưởng thành kích thước của nó to hơn con đực. Kích thước của con cái khoảng tầm 400 micromet, con đực thì nhỏ hơn, ít tìm thấy vì sau khi giao hợp 2 ngày sau thì thường con đực nó sẽ bị chết. Sau khi thụ tinh thì con cái lúc này nó bắt đầu nó đào những cái đường hầm trong lớp sừng của da. Tốc độ đào của nó từ 2 cho tới 3 mm trên một ngày, để đạt khoảng từ 30 cho tới 40 trứng trước khi con cái này nó chết. Mỗi ngày thì con cái ghẻ, nó đẻ từ 1 cho tới 5 trứng. Sau 3 tới 7 ngày trứng nó bắt đầu nở thành ấu trùng. Những cái ấu trùng này bắt đầu rời đường hầm và sống trên mặt ngoài của da. Ấu trùng nó lột xác nhiều lần và cuối cùng nó sẽ trở thành một con ghẻ trưởng thành. Khoảng thời gian từ lúc bắt đầu lột xác cho đến khi tạo thành một con cái ghẻ trưởng thành thì trung bình từ 10 cho tới 15 ngày. Số lượng ký sinh trùng trên bề mặt da của từng người sẽ khác nhau. Ví dụ như những người khỏe mạnh như chúng ta thì số lượng ký sinh trùng rất là giới hạn. Còn những người bị suy giảm chức năng miễn dịch thì trên bề mặt da có thể lên tới hàng ngàn, hàng vài ngàn con ký sinh trùng cái ghẻ này. Chính như vậy, những bệnh nhân suy giảm miễn dịch thì khả năng lây lan của người ta sẽ cao hơn những người khỏe mạnh bình thường. Đây là hình ảnh trên kính hiển vi của con cái ghẻ. Đây là con cái ghẻ cái ha. Và hình bên phải các bạn được nhìn thấy là hình mô phỏng 3D của hình con cái ghẻ. Nhìn rất là dễ thương ha, giống như là con này, giống như là con gì ta? Ủa mẹ mẹ. Chính con chó, à con ve chó. Giống như là con ve chó mà con ve hút máu ha. Tự nhiên con quên mất tiêu con ve chó, con định hỏi mẹ là con gì. Đây là cái chu trình, là cái vòng đời của một con cái ghẻ. Con cái ghẻ cái trưởng thành sau khi được
thụ tinh với con cá gãy đực, thì 2 ngày sau con cá gãy đực nó sẽ mất. Thì con cá gãy cái này bắt đầu nó sẽ đào đường hầm trên lớp thượng bì của người, ở da người. Nó khi mà nó vừa đào đường hầm và nó vừa đẻ trứng, sau một thời gian nó sẽ mất đi, nó sẽ chết đi. Trứng này sẽ được nở ra tạo thành cái ấu trùng. Ấu trùng qua nhiều lần lột xác thì từ 10 tới 15 ngày sau nó lại quay lại trở thành một cái con cái ghẻ, tùy nó là giới tính gì mà có thể nó là cái ghẻ đực là con ghẻ cái. Sàng thì người ta thấy thời gian ủ bệnh trung bình của bệnh ghẻ ngứa từ 2 3 ngày cho đến 2 đến 6 tuần. Thì thương tổn cơ bản trong bệnh ghẻ ngứa là mụn nước. Thứ hai là các bạn thấy được cái đường hầm ghẻ hay gọi là luống ghẻ. Thì mụn nước mình đã nói rồi ha. Mụn nước là một cái sang thương nhô cao trên bề mặt da. Kích thước của mụn nước thường dưới 5 mm và bên trong mụn nước thường chứa dịch trong. Thì mụn nước trong bệnh cái ghẻ hay bệnh ghẻ ngứa nó sẽ mọc trên nền da lành, có nghĩa là trên bề mặt nó sẽ không có những cái hồng ban, không có hiện tượng viêm gì cả. Và những cái mụn nước này nó sẽ mọc rải rác riêng lẻ chứ không dính với nhau thành chùm giống như là bệnh zona. Vị trí mụn nước trong bệnh ghẻ ngứa thường ở những vùng da mỏng như ở kẽ ngón tay, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mặt trước cổ tay, ở cẳng tay, ở vú, quanh thắt lưng, rốn, kẽ mông, mặt trong đùi và bộ phận sinh dục. Có 2 bộ phận không có con cái ghẻ, không có mụn nước. Thứ nhất là mặt và thứ hai là lưng. Nhưng những trẻ dưới 1 tuổi thì vùng mặt có thể vẫn có mụn nước. Chính vì vậy cái cơ quan duy nhất trong cơ thể không xuất hiện mụn nước trong bệnh ghẻ ngứa chính là lưng. Đây là hình ảnh sang thương mụn nước nằm ở những cái nếp kẽ ngón tay, hình ảnh sang thương mụn nước nằm ở lòng bàn chân, hình ảnh sang thương mụn nước nằm ở trên mông. Mà các bạn nhìn những cái sang thương mà mụn nước đó, nằm ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, các bạn cẩn thận coi chừng các nhầm lẫn với bệnh gọi là bệnh tay chân miệng ha. Thương tổn cơ bản thứ hai trong bệnh ghẻ ngứa là hình ảnh đường hầm ghẻ hay còn gọi là hình ảnh luống ghẻ. Những cái hình ảnh đường hầm ghẻ, luống ghẻ này nó sẽ nhuyễn, ngoằn ngoèo, dài từ 1 cho đến 2 cm, hơi cộm do nó gồ trên bề mặt da. Bên trong có màu nâu do phân của con cái ghẻ tạo ra. Một đầu hang có mụn nước là nơi con cái ghẻ ở. Và khi mà con cái ghẻ nó đào dọc theo cái lớp thượng bì của da, nó đào nó đẻ trứng và bên đồng thời nó sẽ tạo ra những cái cục phân màu nâu. Mình chính vì vậy mình nhìn trên cái hình ảnh này nè, mình thấy cái luống ghẻ hay là cái đường hầm ghẻ nó sẽ có màu nâu 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 ha. Nó cộm, nó nổi rồ trên bề mặt da, sờ cảm giác cộm cộm. Đây là một cái hình ảnh thứ hai, hình ảnh luống ghẻ thứ hai. Đây là một cái hình ảnh luống ghẻ thứ ba. Bên cạnh cái 2 cái thương tổn căn bản cơ bản là mụn nước và cuốn ghẻ và luống ghẻ thì nó cũng có thể xuất hiện những cái thương tổn khác như là sẩn cục hay sẩn huyết hành hay gặp ở vùng nách, vùng bạn, vùng bìu, hoặc là khi mà ngứa quá chúng ta bắt đầu gãi thì lúc này sẽ xuất hiện sang thương vết xước và có thể xuất hiện những tình trạng vẩy da, đỏ da hoặc vết da thâm. Ngoài ra những cái mụn nước này nó có thể bội nhiễm, nó có thể chàm hóa, nó chuyển từ mụn nước chuyển thành mụn mủ nhân dân. Lâm sàng về những triệu chứng cơ năng thì phần lớn bệnh nhân bị bệnh ghẻ ngứa đến hay khám với ta vì tình trạng bệnh nhân ngứa, mà ngứa nhiều nhất là vào ban đêm. Tại sao? Bởi vì ban đêm là cái thời gian con cái ghẻ bắt đầu đào hang, bắt đầu đẻ trứng. Rồi cận lâm sàng khi mình soi ở những cái nơi sang thương thì mình sẽ thấy được hình ảnh con ký sinh trùng cái ghẻ. À, khi mình lấy đi cái phần sang thương đó, mình soi dưới kính hiển vi, đây là những hình ảnh trứng ghẻ, đây là cả một cái luống ghẻ ha, đây là những cái trứng ghẻ, đây là con cái ghẻ và đây những cục nhỏ nhỏ này là những cái cục phân do con cái ghẻ tạo ra.
Để làm cái nào để chẩn đoán phân biệt rồi để cho nó xác định. Ý nhất sẽ có những cái mụn nước hoặc là vết tích của mụn nước ở những vị trí đặc biệt mà chúng ta đã nêu phần trên. Thứ hai là các bạn thấy được hình ảnh cô rạnh ghẻ. Thứ ba là triệu chứng này ngứa nhiều về ban đêm. Thứ tư là trong gia đình của mình có người cũng bị bệnh ghẻ ngứa. Và thứ năm đặc biệt nhất, chắc chắn nhất, chính là hình ấy hình nhìn thấy được hình ảnh con cái ghẻ ở trong sang thương qua kính hiển vi. Chẩn đoán phân biệt với những bệnh cảnh cũng có hình ảnh mụn nước. Bệnh cảnh đầu tiên mình nhắc đến là bệnh tổ đĩa. Bệnh tổ đĩa thì mình đã từng nãy đây là cặp ha. Đây là thương tổn có mụn nước nhỏ. Tuy nhiên mụn nước của tổ đĩa là những mụn nước sâu nằm ở vùng rìa các ngón tay hay bàn tay, bàn chân, ngứa, tiến triển dai dẳng, nhưng đặc biệt nó sẽ không có sang thương ở thân mình. Khi các bạn nặn ra thì bạn sẽ không thấy nước để chảy ra. Thứ hai là chẩn biến đoán phân biệt với chí với rận. Chí với rận thì các bạn sẽ thấy được hình ảnh thực tế của nó, còn cái ghẻ thì các bạn phải soi dưới cái hành vi các bạn mới có thể nhìn thấy được. Hay chí và rận thì có triệu chứng ngứa ở sau lưng, sau ót. Sang thương thì do cào nhiều, cào ghẻ nhiều mà gây ra. Thứ ba là phân biệt với bệnh cảnh xăng giang mai. Xăng giang mai là những là một cái bệnh lý thương tổn, là một vết loét, một vết trợt nông. Nền của vết trợt này cứng, không ngứa, không đau, hay gặp ở những cái vùng hậu môn sinh dục. Bệnh nhân giang mai người ta thường kèm theo hạch bẹn to. Xét nghiệm trực tiếp soi tươi thì sẽ tìm thấy xoắn thửng giang mai tại thương tổn và hạch vùng. Xét nghiệm huyết thanh giang mai dương tính. Hình ảnh xăng giang mai. Đây, nãy mình nói vết trợt hay là vết loét cứng nằm ở những cái nơi của bộ phận sinh dục hoặc là ở lưỡi. Phân biệt tiếp theo là mình phải phân biệt với bệnh cảnh viêm da cơ địa. Những cái hương tổn trong viêm da cơ địa thường là ở dạng sẩn mụn nước, tập trung thành từng đám, chủ yếu là ở chi dưới, rất ngứa và tiến triển dai dẳng. Còn mụn nước trong bệnh ghẻ ngứa thì nó là những cái mụn nước mọc rời rạc chứ không tập trung thành từng đám. Nếu sau một thời gian chúng ta không điều trị thì những cái ghẻ ngứa này nó sẽ tạo thành những cái biến chứng. Biến chứng thường gặp là chàm hóa, thứ hai là viêm da mủ, thứ ba là lichen hóa giúp chúng ta gãi nhiều, và thứ tư nặng nề hơn có thể ảnh hưởng tới tình trạng là viêm vi cầu hoàn cấp. Theo nguyên tắc điều trị của bệnh ghẻ ngứa như thế nào? Đầu tiên phải điều trị sớm để tránh đi cái biến chứng và cái khả năng lây lan. Phải thoa thuốc trước khi đi ngủ khắp người, trừ đầu và trừ những vùng niêm mạc. Tất cả các thuốc trị ghẻ đều có tính kích thích, do đó mình chỉ thoa một lần trong ngày. Nếu 8 tới 10 ngày mà còn tìm thấy con gái ghẻ thì chúng ta sẽ thoa thuốc lần thứ hai. Giữ đúng thời gian thoa thuốc đối với từng loại thuốc, không được rửa trong thời gian đó. Sau thời gian quy định thì chúng ta nên tắm kỹ lại để loại bỏ hoàn toàn thuốc và mặc quần áo sạch. Những cái thuốc mà dạng phun sương mù thì chúng ta sẽ không dùng cho những người bị dị ứng. Quần áo, chăn ga, gối nệm, vỏ gối, đồ dùng nhân dân thì chúng ta cần phải giặt sạch phơi khô và kỹ. Những bệnh nhân cái ghẻ người ta khuyên là nên chuẩn bị 7 bộ đồ cho 7 ngày. Khi mặc xong mà chúng ta giặt và chúng ta sẽ phơi dưới ánh nắng gắt ha. Như vậy thì con cái ghẻ nó mới có thể chết được. Điều trị bệnh cái ghẻ không phải điều trị cho cá nhân mà điều trị cho những người trong gia đình, điều trị tập thể, điều trị cho cả nhà trẻ nếu phát hiện bị ghẻ. Nếu có biến chứng thì nhanh chóng điều trị các biến chứng này trước khi bắt đầu thoa thuốc trị ghẻ. Thì chúng ta có rất là nhiều loại thuốc trị ghẻ, trong đó cái thuốc mà diethyl phthalate hay là diep là một cái loại chế phẩm rất là tốt trong điều trị bệnh ghẻ, giá thành lại phải chăng. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng một số loại thuốc khác giống như là gamma benzin 1%, permethrin 5% hoặc là benzoate benzin 25%. Chúng ta cũng có thể sử dụng mỡ lưu huỳnh 5 cho tới 10% cho trẻ em và cho người lớn, đặc biệt là những người bệnh dưới 2 tháng tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú.
Ưu điểm của cái mỏ lưu huỳnh này á thì nó rất là an toàn. Tuy nhiên, nhược điểm của nó sẽ gây ra mùi hôi khó chịu. Bạn nào mở lo vậy? Bạn mở lo mà bạn còn ăn dụng ha. Ngoài ra chúng ta cũng hồi sức cho bệnh nhân thoa rota amin 10%. Có một số nó đề cập tới thuốc đông y giống như là cho bệnh nhân tắm lá đắng, lá ba chẹt, lá cúc tần, lá xoan, lá cây chó đẻ, lá bạch đàn nhân dân, hoặc là bôi cái chất mà từ hạt cây máu chó ép thành dầu, hoặc là tán thành bột chưng với dầu đậu phộng. Nếu mà ghẻ mà bội nhiễm thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thuốc mà có tính sát khuẩn như là Milan hay gọi là hút tím á, hay gọi là Sanmethylen á, hoặc là chúng ta có thể cho bệnh nhân ho Eosin hoặc là Castellani. Nếu có tràm hóa thì chúng ta sẽ dùng thêm hồ nước hoặc là kem chứa corticosteroid bôi trong vòng 1 đến 2 tuần. Đó là cái điều trị tại chỗ. Thứ hai là chúng ta sẽ điều trị toàn thân. Ê, điều trị toàn thân sao? Mình nói bệnh nghẽ ngứa thường rất là ngứa. Chính vì vậy chúng ta phải sử dụng những cái loại thuốc nào để giúp bệnh nhân giảm ngứa thì chính là sử dụng thuốc kháng histamine tổng hợp. Nếu có tình trạng bội nhiễm nặng thì bắt đầu cho bệnh nhân sử dụng kháng sinh, phải đầu luôn luôn rửa đầu kháng sinh đường uống. Trường hợp nặng nề hơn thì chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng kháng sinh đường tiêm. Tuy nhiên nếu mà tình trạng mà ghẻ đơn thuần thì chúng ta sử dụng kháng sinh đường uống là đã đủ rồi ha. Chúng ta cũng có thể sử dụng những cái thuốc như là Ivermectin liều 200 microgram một ký cân nặng và sử dụng một liều duy nhất. Chỉ định xài Ivermectin trong những cái trường hợp ghẻ kháng trị với cái thuốc điều trị cổ điển hoặc là ghẻ Na Uy, ghẻ ở những người bị nhiễm HIV. Chống chỉ định Ivermectin cho những trẻ dưới 5 tuổi cũng như cho phụ nữ đang mang thai. Chúng ta cần phải theo dõi 15 ngày sau khi bị tái phát. Nếu 15 ngày sau khi bị tái phát là do trứng vẫn còn sót lại hoặc là do tình trạng tái nhiễm, lúc này chúng ta phải điều trị lại từ đầu cho bệnh nhân. Phòng bệnh ghẻ ngứa bằng cách vệ sinh cá nhân hàng ngày với xà phòng sạch sẽ. Điều trị bệnh càng sớm càng tốt và tránh tiếp xúc hoặc là dùng đồ chung với người bị bệnh ghẻ ngứa. Chính vì vậy mà chúng ta mới khuyên là sử dụng 7 bộ đồ trong vòng 7 ngày ha. Nếu mà không có đủ 7 bộ đồ, chúng ta chỉ cần chuẩn bị 3 4 bộ. Sau khi mặc xong thì giặt sạch rồi phơi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Rồi, bệnh thứ hai chúng ta sẽ nói đến là bệnh hắc lào. Hắc lào hay người ta gọi là nấm bạn là một cái bệnh da thường gặp do chủng nấm là Dermatophyton gây nên. Điều kiện hưởng lại của bệnh nấm hắc lào hay là nấm bạn là trong môi trường mang tính chất kiềm, ví dụ như là cơ thể tiết nhiều mồ hôi hoặc là dùng quá nhiều xà phòng làm mất đi cái tính axit của môi trường da. Cái sang hướng khởi đầu trong bệnh hắc lào á là da cái vùng đó sẽ đỏ lên, có thể ngứa, hơi rát. Sau đó bắt đầu xuất hiện những cái tổn thương da như là sẩn, như là mụn nước. Và càng gãi càng chà xát thì cái mảng này nó sẽ càng ngày càng lan rộng ra. Tổn thương gồm những chấm đỏ có vẻ nhỏ dần lan ra thành mảng hình tròn hoặc là những cái mảng hình bầu dục. Bề mặt của nó sẽ đỏ, hơi gồ hơn so với bề mặt da. Trên bờ nó sẽ có nhiều mụn nước và vẩy da. Các mảng liên kết với nhau thành những cái mảng lớn hình cung giữa nào nhạt. Thì một trong những sang hương mà gợi ý những cái bệnh cảnh về nấm á, là nó tạo thành những cái mảng hồng ban, tạo thành những cái hình cung. Vị trí sang thương của hắc lào là thường nằm ở vùng bạn, một bên có thể đối xứng lan sang hai bên lên vùng mu ra phía sau kẽ mông hoặc lan quanh thắt lưng và xuống đùi. Không điều trị hoặc điều trị sai cách nó sẽ có thể gây ra tình trạng nấm toàn thân hoặc nó sẽ gây ra tình trạng nấm móng. Và biểu hiện lâm sàng của bệnh hắc lào những cái sang hương này rất là ngứa. Đây là một cái hình ảnh
Lào nằm ở vùng bạn ha. Đây là nhánh Hắc Lào nằm ở vùng Mông. Chẩn đoán xác định đây trên lâm sàng nếu thấy thương tổn có vết dạng là vết hồng, có bờ rõ, mụn nước trên viền tờ tiến triển ly tâm, có nghĩa là những cái mụn nước này nè, các bạn thấy càng ra xa trung tâm thì mụn nước càng nhiều, càng dày đặc thì người ta gọi là phát triển theo hướng ly tâm. Còn lâm sàng thì khi mình lấy cái vùng da bị tổn thương mình sâu dưới cái vi, mình sẽ thấy được cái hình ảnh nấm đề mắt tích phi. Chẩn đoán phân biệt bệnh nấm bạn hay là bệnh Hắc Lào với thứ nhất là về phân cũ. Phân cũ thì nó sẽ không ngứa, và mình khi mình xét nghiệm mình tìm trong da thì mình sẽ không thấy được hình ảnh của tế bào nấm. Thứ hai là chàm tiếp xúc, mình xét nghiệm ra nấm cũng âm tính, không có tế bào nấm. Bệnh thứ ba mình gặp là bệnh Erythrosma. Đây là một bệnh nhiễm khuẩn khu trú ở vùng bạn, tiến triển thành những vết đỏ hoặc là nâu, có bờ rõ nhưng nó sẽ không có mụn nước và vẩy ở trên đó. Dưới ánh sáng đèn wood thì mình sẽ thấy hương tổn có màu đỏ gạch. Chẩn đoán phân biệt với viêm kẽ do Candida. Đặc điểm của viêm kẽ do Candida có hình là dạng vết đỏ, bờ rõ, ngoài bờ có bông vẩy rất mỏng như lột vỏ khoai tây, bề mặt đỏ tươi và láng bóng, có những cái hương tổn vệ tinh xung quanh. Nguyên tắc điều trị Hắc Lào, đầu tiên chúng ta phải tránh chà xát, cạo làm trượt da sẽ dễ gây tình trạng là bội nhiễm. Trường hợp nếu mà đã có bội nhiễm thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng kháng sinh dự phòng, và chúng ta sẽ điều trị, sử dụng kháng sinh để điều trị. Điều trị cụ thể, đầu tiên phải vệ sinh cá nhân và tránh mặc quần áo ẩm ướt. Quần áo phải thường xuyên hoặc phơi quần áo dưới ánh nắng mặt trời, nhất là quần áo lót. Không dùng chung quần áo, không dùng chung chăn màn, khăn tắm với người mắc bệnh. Dùng những cái thuốc chống nấm bôi tại chỗ đơn thuần, hoặc là chúng ta có thể kết hợp với thuốc bôi với thuốc uống đường toàn thân, tùy theo mức độ tổn thương là bao nhiêu. Điều trị cụ thể bằng cách tắm bằng xà phòng diệt nấm như là Satic, Nizoran, Kara, hoặc chúng ta có thể vắt nước chanh pha loãng và không xét trực tiếp nước chanh này lên trên cái bề mặt sang thương. Và khi các bạn sử dụng thuốc kháng nấm, một trong những điều các bạn cần lưu ý giùm tôi là thuốc kháng nấm nó thường rất là chống chỉ định hoặc là không khuyến cáo dành cho trẻ em. Chính như vậy, khi các bạn kê một cái thuốc nào đó, vui lòng mở, nếu mà không biết đối tượng chống chỉ định phải là trẻ em với lại người phụ nữ có hay không, thì vui lòng mở cái tờ hướng dẫn sử dụng của người ta, trong đó người ta có ghi phần chống chỉ định. Nếu không có tờ hướng dẫn sử dụng, các bạn có thể lên Google tra, hiện tại thì những cái thông tin ở trên Google rất là nhiều. Thuốc bôi, chúng ta sẽ sử dụng thuốc kháng nấm như là Cyclopirosalamin 1%, Ketoconazole 2%, Terbinafine 1% hoặc là Clotrimazole 1%. Mình sẽ bôi những cái thuốc kháng nấm này trên da một ngày 1 đến 2 lần. Thời gian bôi thuốc ít nhất là 3 đến 4 tuần. Khi tổn thương da trông như lành vẫn tiếp tục phải bôi kem thêm 1 đến 2 tuần nữa để tránh hiện tượng tái phát. Tuyệt đối chúng ta không sử dụng cái chế phẩm có corticosteroid, và vì nó làm cho nấm da sẽ lan rộng ra và nó sẽ càng ngày ăn càng sâu xuống dưới những cái lớp bì từ bên dưới. Loại bôi tại chỗ thì chúng ta cũng có thể sử dụng thuốc kháng nấm đường toàn thân. Thuốc kháng nấm đường toàn thân chỉ sử dụng trong những cái trường hợp hương tổn lan rộng hoặc dây dẳng bôi lâu ngày không khỏi. Các thuốc kháng nấm đường toàn thân thường gặp là Prisonafuvin viên 500mg, hoặc là Terbinafine viên 250mg, hoặc là Itraconazole 100mg. Phòng ngừa bệnh Hắc Lào, bệnh nấm bẹn bằng cách giữ cho da khô, sạch, lau bằng khăn khô ngay khi ra nhiều mồ hôi, vệ sinh các cá nhân, không mặc quần áo ẩm ướt cũng như là không dùng chung quần áo. Áo quần, khăn tắm là phải giặt sạch, phải phơi nắng hoặc là ủi kỹ hoặc là kỹ mặt bên trong, nấu sôi quần áo đó và điều trị sớm nếu bệnh nhân đã mắc bệnh. Rồi.
Đây là bài các bạn hướng dẫn các bạn về hai bệnh. Thứ nhất là bệnh ghẻ ngứa, thứ hai là bệnh hắt lào. Có bạn nào có câu hỏi thắc mắc về bài này không?